Tony Ive rời Apple. Thông tin trên được Apple công bố hôm 27 tháng 6. Theo đó ông Johnny Ive sẽ đứng ra lập công ty thiết kế riêng. Apple sẽ là một trong số khách hàng lớn của công ty này. Nói cách khác, dù không còn làm ở Apple, Johnny Ive vẫn giữ vai trò chính trong thiết kế các sản phẩm Apple tương lai. Johnny Ive là người có ảnh hưởng lớn tới thành công của Apple. Ông là người thiết kế máy Mac, iPhone, Apple Watch và nhiều sản phẩm cốt lõi khác. Sự khác biệt, nét độc đáo phá cách chính là ưu điểm của thiết kế Johnny Ive. Johnny Ive sẽ lập công ty mới có tên Love From. Công ty sẽ đi vào hoạt động từ năm 2020 nhưng chưa rõ tập khách hàng sẽ gồm những ai. Tham gia với Johnny Ive là nhà thiết kế Mark Nielsen, nổi tiếng với các sản phẩm thiết kế máy bay, đồ gỗ và trang sức.